Video trước á, mình đã chia sẻ với các bạn là cái chiếc điện thoại Itel IT9210 này nếu mà nó phát wifi liên tục cho smartphone sử dụng thì được bao lâu, thì bạn nào quan tâm thì chúng ta có thể xem lại ha. Và trong cái video này mình sẽ thử một cái tính năng khác coi nó có hỗ trợ hay không, tức là mình sẽ không gắn sim vào đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó bắt wifi nè. Rồi đã kết nối rồi ha. Rồi vậy thì nó có khả năng lướt web rồi các bạn. Vậy thì nó có tính năng giống như là ở trên cái chiếc LG G8X hay không? Tại vì ví dụ như LG G8X nó có tính năng là bắt wifi rồi sau đó phát cái sóng wifi đó ra ha. Thì cái tính năng này rất hữu ích khi mà cái ví dụ như là cái cục wifi nó xa cái vị trí của các bạn, ví dụ cái nhà các bạn lớn đi, thì cái chiếc LG G8X nó sẽ đóng vai trò là một cái thiết bị trung gian, cánh tay nối dài wifi. Thì để xem là cái chiếc Itel IT9210 này làm được hay không, theo như các bạn suy nghĩ là nó có hỗ trợ tính năng đó hay không ha. Rồi đây các bạn có thể thấy nó đang phát wifi nè, rồi sau đó thì mình sẽ phát wifi từ sóng wifi coi được hay không, và nếu không được thì nó sẽ như thế nào. Wifi này bây giờ tới bật cái điểm phát sóng lên nha. Rồi đây các bạn có thể thấy là nó đang phát wifi nè. Thì khi mà các bạn chọn mà phát wifi thì cái mạng wifi này nó sẽ tắt nha các bạn ha. Rồi và nếu như các bạn chọn mở cái wifi này thì cái điểm phát sóng này nó tắt, tức là hai cái không thể nào mà hoạt động cùng lúc giống như là trên cái chiếc LG G8X nó đang hỗ trợ được ha. Thì nếu như các bạn đang sử dụng các thiết bị Android khác thì khả năng nó cũng sẽ hỗ trợ tính năng đó, còn riêng chiếc điện thoại này là không hỗ trợ nha các bạn. Vậy thì mình sẽ kiểm tra xem là nếu ví dụ như chúng ta không có gắn sim mà chúng ta có thể phát wifi được hay không thì thử luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra coi nó có sóng wifi hay không. Tất nhiên là không gắn sim thì nó sẽ không có mạng, nhưng mà để coi nó được hay không nè, thì nó vẫn ra phát ra cái sóng wifi các bạn. Thì cái chiếc smartphone, cụ thể là cái chiếc iPhone thì vẫn bắt được ha, nhưng mà chúng ta sẽ không có mạng thì cái đó là điều hiển nhiên. Rồi một lần thì cái chiếc điện thoại này nó có khả năng phát cho tối đa là 8 thiết bị nha các bạn, và trong vòng 5 phút mà không có thiết bị nào sử dụng sóng wifi không kết nối với nó thì nó sẽ tự ngắt ha. Rồi các bạn có thể thêm vào những cái danh sách mà các bạn chặn, ví dụ như người ta không thể nào mà sử dụng mạng từ sóng wifi nó phát ra được, thì đó cũng là một số tính năng mà cái chiếc này hỗ trợ. Qua video này các bạn cũng đã thấy được là chiếc điện thoại này không thể nào sử dụng cùng lúc vừa phát wifi và vừa nhận wifi. Thì nó được cái này nó sẽ tắt cái kia, mở cái này nó sẽ tắt cái kia ha. Nó khác với lại cái chiếc LG G8X ha. Hy vọng là video này sẽ hữu ích đối với các bạn. Trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm, và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.